Công ty cổ phần Than Núi Béo vừa tổ chức gặp mặt giữa Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Công ty với 109 lò trưởng, ca trưởng và công nhân có trình độ kỹ sư được đào tạo chính quy đang làm việc tại các công trường phân xưởng sản xuất hầm lò. Trong không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã nghe 6 lò trưởng, ca trưởng và 2 kỹ sư chính quy đóng góp các ý kiến liên quan đến việc cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả quá trình đào lò, khai thác, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và đề xuất các giải pháp thu hút giữ chân thợ lò. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đoàn Đắc Thọ đã thông tin kết quả dự kiến sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 và những giải pháp điều hành để hoàn thành kế hoạch được giao. Đồng chí ghi nhận tiếp thu các ý kiến đóng góp của công nhân và nhấn mạnh sẽ sớm giải quyết các đề xuất nguyện vọng chính đáng của người lao động. Việc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động nhằm tạo sự đồng thuận giữa lãnh đạo công ty với người lao động, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết và xây dựng công ty phát triển ổn định, hiệu quả.